mình cho mình đọc cái số điện thoại của mình lên đi. Cái này nhiều cô chú mà ví dụ mình muốn thấy cái hoàn cảnh ủng hộ thì gọi cho anh chị để hỏi thử đâu tới mua. Rồi anh đọc đi. 0933. Dạ. 677. Dạ. 113. 113. Dạ. Thì đây là cái số điện thoại của hai vợ chồng anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà mình ở khu vực Bình Dương mà mình muốn mua vé số hoặc là mình muốn giúp đỡ cho anh chị á thì mình liên hệ với số điện thoại mà anh vừa đọc để mà mình giúp đỡ cho anh chị với nha. Đi trước xem. Chị hết hồn. Nhà số 113 là hết hồn. Rồi đi cái xe. Anh chị ở đâu anh chị? Anh chị ở đâu? Ở phường Dịch Hòa, thủ dầu một Bình Dương. Thủ dầu một Bình Dương hả? Ừ. Hai anh chị nhà mình là ở trên này luôn hay sao chị? Hay là sao? Ở chợ hả? Ở Đồng Tháp. Ủa, anh ở đâu Đồng Tháp? Giáp Giò, Đồng Tháp. Giáp Giò. À, em với anh cùng tỉnh. Mà xa lắm. Em tốt ở trong Tân Hồng xa. Dạ. Ủa, hai anh chị là bị bẩm sinh từ nhỏ hả? Hôm nay đến đây viếng mộ cậu Năm. Dạ. Dạ. Bị gì? Ý là đông quá vô là sợ bị đà té. Tại vì nhỏ con quá mà xương thủy tinh nữa. Ờ, bị xương thủy tinh hả? Gãy 15 lần cái chân rồi đó. Chưa. Trời. Anh bình thường anh làm gì, anh bán vé số hay gì? Anh chị bán vé số hết luôn hả? Dạ, hai vợ chồng. Hai vợ chồng có con không? Hai chồng bẩm sinh. Bẩm sinh luôn. Là do không có con được hay là không muốn có con? Cảm ơn anh rất nhiều. À, sợ di truyền, sợ di truyền tội cho con. À. Dạ. Quá quý luôn cả nhà, hai vợ chồng bị khiếm khuyết này mà đến đây viếng mộ cậu Năm. Ngày anh bán được nhiêu vé chị? 240. 240, hai vợ chồng luôn hả? Sao là mỗi người có 120 thôi? 120 đông lắm, nhập trời mưa lắm vậy hả? Đông quá trời đó. Trời ơi, anh bị xương thủy tinh hả? Là đi nó bị gãy cái chân. Cái chân bị hay là cái gì bị? Là đi là té là nó cái chân nó gãy vậy hả? Là bị 15 lần rồi. Ta chân bị gãy là 15 lần. Dạ. Từ gia đình anh chị á, giống như anh em á, mình có bị ai giống như mình không? Gia đình không có ai bị. Dạ. Mình. Dạ. Mình chị đây cũng vậy. Dạ. Hồi nãy nói anh là ở Đồng Tháp, chị ở đâu? Ở Bình Dương. Bình Dương. Hai anh chị sao quen biết nhau, cưới nhau vậy? Hay vậy? Làm công ty hả? Dạ. Dạ. Rồi mình ở trọ ở đây hả sao chị? Ở trọ Định Hòa. Vậy hả? Rồi có hay về quê không? Có hay thường về quê không? Dạ. Ngày mà bán được 240 vé số thôi. Vậy là lời được 200 mấy chục ngàn à? 240 ngàn hả? Thương anh chị quá. Rồi hàng ngày có theo dõi thông tin của cậu Năm không? Có. Biết hả? Đến đây chắc có lẽ lần đầu hả anh? Dạ, thứ hai rồi. Lần thứ hai rồi hả? Ủa sao mấy lần trước em không biết ta? Ngày chôn cậu quá mà đông quá chen vô không được. Vậy hả? À giờ đi lần lúc chôn hả? Anh chen vô chắc bị gãy chân nữa. Dạ. Thương quá cả nhà. Ủa chị bên kia có quen với anh không? Dì làm chung hả? Hả? Dì làm chung đó. Làm chung công ty hả? Mười mấy năm luôn. 15 năm đó. Ủa sao mà bộ công ty này là nhận những người như thế, như khuyết tật không hả? Là làm mấy cái que đó đó hả? Cái que chả cá vào viên gì đó hả? À có nghĩa là công ty này là chuyên nhận những người khuyết tật như anh chị. Không, không phải chuyên mà nhận người khuyết tật được giảm thuế. Giảm thuế hả? À. À. Rồi dạ. Giờ là nói chung nhìn từ hết nhận rồi. Sao vậy sao chị? Giờ người ta nói dịch rồi giá cả rồi hàng và khó bán đó. Dạ. Nên giờ hạ giá xuống rồi đời sống khó khăn như giờ nghỉ hết. Dạ. Giờ nghỉ về quê, ngày mai sẽ về quê nên bữa nay nhờ vợ chồng cháu dẫn vô thăm mộ anh Vũ Linh. Chị về đâu? Quê Long An hả? À, dạ. Làm á, rồi bây giờ em nhờ nó chẳng vô đây cho biết để ngày mai mình về quê rồi đâu có dịp ở Bình Dương nữa đâu biết. Vậy hả? Đó, nên vẫn có đi vòng vòng cho biết đó. Rồi chị có gia đình chồng con cái gì ở đây không chị? Không có hả? Ta từ nhỏ là 3 tuổi tới giờ. Dạ. Cái điều đi làm đó rồi cái người thứ không đó chứ rồi cái quen biết nhau làm chung á. Dạ. Biết.
Dạ. Được thăm nhau như ở nhà vậy đó. Dạ. Mày ở gần trọ luôn hay sao? À, hồi trước thì ở gần trọ luôn, rồi giờ chia tay. Dạ. Bữa nay vòng vòng mấy gì cháu gì chia tay rồi ngày mai về quê đó. Dạ. Đi vòng vòng cho biết ở mộ anh Vũ Linh đó. Dạ. Đi xem trên YouTube nhiều đó. Nhưng mà thấy được nãy lại chụp mộ của bác Diễn Châu. Dạ. Bây giờ thấy mộ của chú Kiển đây nữa nè. Hiện tại thì chị có ở nhà hay là đi bán vé số hay là cái gì nữa không? Hay là ở nhà? Ở nhà khuyết tật, giờ yếu quá, giờ kinh không có đi nữa, một cái bước nứt lắm. Dạ. Nghỉ rồi về nhà ở với cháu. Dạ. Thôi thương chị, thương anh quá. Chị tên gì chị? Tên Nguyễn Thị Bế. Nguyễn Thị Bế hả? Ừ, cái này chắc chắn nếu mà trường hợp mà chị bị hai bên chân luôn ha, bị một cái bên chân này nó yếu, còn chân này nó liệt luôn, bị liệt luôn hầu 3 tuổi mà. Gì hả? Là do mình bị từ trong bụng mẹ sốt bại liệt, sốt bại liệt biết đi rồi đó. Dạ. Mới bị đó. Dạ. Bị rồi cái liệt luôn rồi. Em nghĩ là nếu cái trường hợp này mà có ai mạnh thường quân nào giúp đỡ chị cho đỡ cuộc sống một xíu, chứ mình không có làm ăn buôn bán gì được hết thì nó cũng khổ. Quê gặp sâu vùng xa nữa. Dạ. Quá thương rồi. Thì cũng nãy giờ đúng ra là em cũng chạy vô trong kia, em chia sẻ trong kia mà mai ra gặp chị được chị. Thì em hy vọng là các cô chú anh chị yêu thương mạnh thường quân ra tay coi như là ủng hộ chị được chút nào hay chút đó. Bây giờ muốn liên hệ, muốn gặp chị thì phải làm sao chị? Ừ, số điện thoại được không? Chị có số điện thoại không? Đọc có đi chị. Số là 039. Dạ. 86. Dạ. 86679. Dạ rồi. Là chị tên gì chị? Tên Nguyễn Thị Bế. Nguyễn Thị Bế. Mà chị ở là một mình hay là ở? Ở một mình. Bây giờ ngày mai về quê là ở với đứa cháu. Không, ở trên đây nè chị. Ở trên... ở trên đây từ nào giờ ở một mình? Ở mình. Ở trọ một mình. Không chồng không con hả chị? Không chồng con. Trời. Ở trọ một mình. Làm chung với vợ chồng này. Chị hả? Dạ. Từ giờ vợ chồng nó nghỉ tụm Tết rồi. Dạ, là ngày mai là mấy anh chị đây cũng về. Không, nó ở đây. Dạ. Còn tôi thì lớn tuổi. Về Long An hả chị? Ở đâu Long An là anh chị? Đức Huệ. Đức Huệ Long An. Đức Huệ. Đức Huệ là chắc đi về N2 rồi đó hả? Ờ, Đức Huệ đi lúc lên cái đường mé cánh là Tây Ninh á. Dạ. Cái đường chỉ nữa. Dạ. Nên dùng sông. Cái Đức Huệ này đi thẳng là đường vô Campuchia. Dạ. Thông Mo Góc Rinh. Dạ. Dùng sông ta. Cầm những cái điện thoại. Ồ, thấy chị thấy thương quá. Bây giờ thì trong chờ mạnh thường quân thì lâu. Em thì cũng làm YouTube thôi, chứ không phải là khá giả. Em là tên gì ạ? Tài 66 Vlog. Tài 66. Dạ. Hình như nhớ có xem đó. Dạ. Thì em cũng không có gì nhiều. Thì ở đây ba anh chị thì em xin gửi chị 100 ha. Em gửi ra tặng chị 100 để coi như là tiền xăng xe, là ăn cơm sườn gì các kiểu ha. Em ủng hộ chị 100 ha. Bên đây. Dạ. Em cũng gửi cho hai chị 100. Hai vợ chồng ha, 100 và 200. Rồi coi như là giúp đỡ thôi, lá lành đùm lá rách, chứ em cũng không có tiền nhiều ha. Hy vọng là cả cô chú anh chị yêu thương thấy được cái video này, yêu thương anh chị, giúp đỡ anh chị ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh tên gì anh? Tên Thuận ạ. Anh tên Thuận chị? Là. Tên là. Dạ. Anh Thuận, chị tên là. Hai vợ chồng là cưới nhau bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. 10 năm rồi. Là mình nói chung là mình sợ là con cái nó di truyền nên không có dám đẻ đúng không? Dạ. Bác sĩ biết là di truyền. À, bác sĩ nói luôn hả? Lúc trước vợ mang bầu 3 tháng mà bị hư. Và xuống bệnh viện Trần Vũ á, giờ nói là Thuận bị di truyền nên di không có con. À. Có con. Có con sẽ bị di truyền ha. À thì thôi cố gắng, thì bây giờ nếu mà sợ di truyền vậy thì đẻ con ra thì tội nghiệp nó. Dạ. Dạ. Mình khổ rồi, sau này không có dạ, con. Không có. Hai anh chị thì bán ngày có 240 tờ thì tính ra rồi tiền trọ thì được tháng nhiêu? Ở trọ 900. 900 tiền nước chưa? Tiền nước cho chị Hai. Tiền nước là chị Hai. Rồi đi bán là mình chạy xe gì bán hả? Chứ đi bộ đi. Đi không nổi là bán hai vợ chồng vậy luôn. Đi hai chồng đâu giờ đó. Đó. Bán đó đã xuống. Rồi ông chạy lên lấy bán trước. Dạ. Rồi xong ông bán xong rồi chạy lên nước. Dạ, chạy lên nước. Rồi mình có hát gì, hát hò để bán số gì không? Không à, cứ đi bán bình thường thôi ha. Dạ. Em thấy mọi người hay hát hò rồi đó để bán số. Dạ, không được ha. Dạ thôi thì cũng rất mong. Trước Thuận làm công ty đó thì dạ. Sức khỏe yếu quá rồi. Dạ. Thì cũng rất mong là bà con cô bác thấy được cái video này, thấy anh chị ở đâu thì bán vé số ở đâu đó thì ủng hộ nhiều nhiều xíu. Bữa nay có mua có bán số không?
Dạ, hết rồi. Hết rồi hả? Tưởng đâu hết rồi, còn mua tiếp ủng hộ chưa? Dạ, đúng rồi, giới thiệu. Dạ, rồi. Anh kênh gì anh? Em kênh Tài 66 Vlog. Nhớ là ừ. À, cái dạ. Kênh này nổi tiếng không? Nổi tiếng hả? Không có nổi tiếng đâu, kênh em nhỏ à. Dạ. Dạ. Đó. Cảm ơn anh chị. Dạ rồi. Dạ cảm ơn anh nha. Bây giờ em cũng chúc anh chị với bên chị bên kia luôn nhiều sức khỏe ha. Bán số rồi mau bán lẹ để còn về nữa. Chúc anh nhiều sức khỏe. Em chỉ mong ông bà cô chú ủng hộ thật nha. Dạ. Với lại ra đường thì cũng mong bà ông bà cô chú nhận ra được mình ủng hộ với số mình thôi. Dạ. Dạ. Rồi chào anh nha. Anh thì bị xương thủy tinh, chị bên kia thì bị tật, còn chị bên đây cũng bị tật luôn cô chú anh chị. Nhìn thấy thương á, tới đây viếng mộ cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Thôi thì em xin tạm dừng cái video này ở đây, hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye cả nhà.